sẽ làm là video hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Nhìn nó đỡ nó mắc hư. Nét luôn. Nó mắc này. Rồi. Một đĩa đi. Một đĩa thì đi ế ế ế ế. Nghe cháu ăn rượu cũng chả. Mẹ anh thọ già này lắm dễ. Dễ đau linh tay anh tinh. Ế ra bình nhẹ. Đi ế ế ra cứ đen xầy. Nốt nè, mai là một buổi rồi. Trình Vinh làm hai buổi. Mai học sáng. Như kia thì nghỉ. Như kia anh nghỉ, anh làm mũi rồi. Ngồi nói nhỉ, ngồi nghỉ. Mày à, mày bố mày kiểm tra mất bố mình nghỉ. Ê, mày không nghỉ thì anh nghỉ. Ở nhà. Ở nhà đi. Ờ, ở nhà đi làm rồi, sướng rồi. Mày ở nhà ngủ sướng. Đéo ra đây đi làm chứ nhà bắt làm đây đây chỉ đây khổ lắm đây bị đây bị thừa cái giờ nhà phải làm chắc lịch mấy hôm đấy bố được lì xì bố cũng có tỷ hôm đấy bố được lì xì bố cũng có tỷ chỉ ông chưa mới đâu chứ chưa về xong chia tay ra bơm lên tí làm chọc mà xài đi đánh bầu cua không đánh bầu bầu cua ba con bầu xài lên nghe 200 cái đầu khớp các bạn mày giống anh cái gì mày nhàng chứ các bạn nhỉ ngu kêu bây giờ phải làm anh đây tôi màu sau nha các bạn nha sướng ít người lắm sướng ít người sướng không đủ cả bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nhé thằng nhà bạn không mua đồ đi lâu thì chẳng lo cái đi đéo đâu mà đi mà đi vào trong này cái gì cái ngoài này nó thụt ở xuống dưới này thì ngọt rồi ngủ cứ kêu rồi à rút nhì ra vứt mạnh ra đi đầy vào đấy rút nhì ra trình vinh này nhưng mà cầm này khó không có cái khí bộ ạ vì cả cái là cái thật cũng cả cắm nó lại khó hơn cái khí bộ ạ
qua điểm vứt đi đầy mỏ thì đéo viết thì đéo nó được rồi viết thì đéo nó được nó tột xuống. Vậy là mình đã đi tô màu xong, nếu các bạn hay cho mình xin một like okay. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn. Hello tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ làm là video hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô mò trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Tại đi, anh vẫn quen được đấy. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mò nha các bạn. Cái trống của mày, ai đâu đi tô mò anh. Quen được đấy. Mất quen khi mày này cũng đỡ đâu ấy. Tao xóa video thùng rác rồi, nó lại được. Nó vẫn tí mà. Thật lại cái tay tô một máy xóa hai máy rồi. Tối nhân ơi, tớ đi bảo nhân muốn đọc. Á mà mưa rồi nè, gì gì. Đúng khác, bảo hết thằng riêng. Ông lại ơi, lại nào rồi. Ăn mẹ đi nó nóng, nóng giòn. Ra nhúng miếng cho nó giòn. Đây. Đi ra nhúng miếng. Nhúng vừa cả rồi. Nhúng một tí vô. Đi. Mày mau vào đây. Mày điên nè. Mau vào đây lên kia một tí. Lên một tí đi. Đi đi, đi tí gì hết. Đây. Cho nên mới tô xong nha các bạn. Đã chụp xong các bạn này, quên các bạn. Quên. Đó, đầy như lần hả? Thằng Long trên đấy à? Này. Thằng Long trên đấy à? Không. Mình quên rồi. Quanh cường mình quên. Đại nốt. Để nó đẹp nghe mà. Vậy là mình đã tô màu xong nha các bạn nha. Ừ. Nốt bựa lên đây. Bao nhiêu lên đẹp không? 30. À quên đó có thích. Một cái thôi nó xíu. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mồi cho các bạn nhé. Chỉ tô một cái thôi nhé bạn nhỉ. Men lù. Ôi thì mày chảy nhiều đồ quá. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi gọt mỏ các bạn. Anh Kiên đang ở đây, người ta đi xong giờ ta đi đổ rác luôn. Giờ nhìn đầy quá, nhìn ngứa hết cả mắt.
Đâu có dấu đổ đi, đi kính này nè. Vậy là mình đã tô màu xong, nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là